rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Ukasa ma yang phành te quy sung rắc khana tha yati sarane na saha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti yam bi ma yang phành te quy sung rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam bi ma yang phành te quy sung rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh kịch. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. À, hôm nay thì ngài Trí Đức bận công việc nên thư sư xin thay mặt chư tăng để truyền phần tam quy ngũ giới đến quý vị trong đạo tràng. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ cāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ti saraṇaṃ karibunaṃ. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Bút thằng sa ra nằng gách cha mi. Tham mang sara nang gách cha mi. Sang khang sara nang gách cha mi. Đu ti yam bi bút thằng sara nang gách cha mi. Đu ti yam bi tham mang sara nang gách cha mi. Đu ti yam bi sang khang sara nang gách cha mi. Ta ti yam bi bút thằng sara nang gách cha mi. Ta ti yam bi tham mang sara nang gách cha mi. Ta ti yam bi sang khang sara nang gách cha mi. Dạ, chúng con xin vâng ạ. Bà na ti bà ta vê ra mô ni sĩ ca bà đăng sa ma ni ya mi. A đình na đà na vê ra mô ni sĩ ca bà đăng samariya mi kame sumicca chara veramani sika bà đăng samariya mi muksavada veramani sika bà đăng samariya mi sukramera yamma chabba madhana
Veramani Sika Padang Samariyami Imani Bancha Sika Padani Sa Thu Căng Các Tòa Appa Appa Ma Đề Na Nicca Ca Lăng Samarakhi Tập Bằng Si Lê Na Chú Cái Tình Danh Tí Si Lê Na Phô Gá Sambara Si Lê Na Nếu Phú Tình Danh Tí Tát Ma Si Lăng Quý Sô Thá Dê. Banati bata veramani sikha badang samadhiyami adinadana veramani sikha badang samadhiyami kame sumicchachara veramani sikha badang samadhiyami musawada Veramani sikha badang samadhiyami Surame rajamachabhamadathana Veramani sikha badang samadhiyami Ama phành tê, dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con kính tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na vande hằng ba đa bằng sung và ruttamang Buddhe yo khalito do so buddho khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng tham manh cha du vít hằng qua rằng tham mê yo khalito do so tham mô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng sang khanh cha du vít ho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutthanu bhavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô A Di Đà. Sa thú sa thú lành thay akasatta cha bommata devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu sa sanang akasatta cha bommata devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang khang tu no garu akasatta cha bommatta devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang
khẳng tu nhà ta vô a ca sát tha cha bom mắt ta đề hoa na ga ma hít thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khẳng tu ba ni nô a ca sát tha cha bom mắt ta đề hoa na ga ma hít thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khẳng tu nô sa đăng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi kusala cầm măng cát tắp bằng ti ri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sanh ni no at thi ye cha sat ta a sanh ni no ka tang bun nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su quy đi tăng đi năng bồn nha pha lăng ma già ye cha tát tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạnh trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, còn mấy phút nữa con xin đọc bài Sambuddhe ạ. Sambuddhe atta quy sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa tô Sambuddhe bành cha bành nhà sành cha cha tu quỳ sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa tô Sambuddhe na vuttara sate atta chatta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hang na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa tô. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Ý đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, do phước báu mà chúng con đã trong sạch,
và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phổ hộ chính pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ, và xin chia phần phước này đến tất cả quý Phật tử trong room Phật giáo Nam Truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô cùng với các Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, cũng đã tới giờ học. Con xin được thay mặt đạo tràng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Brahmacaloka thibati sahambati katain chali anthi warang ayachatham santi thasat tabbara chakkhachatikam dese tu thammang anukam bimang bachang sat tham ma phê rinh vi na danh cha ca yang su tanh cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đăng đăng bắp bồ tha nê dê bà ri sa ya mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ. Trời lô mặc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngập ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành dưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đạo trí tri vẹn toàn. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã xong. Tiếp theo, xin được kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bài chính kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú rành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ trước khi con thỉnh sư lên giảng bài học ngày hôm nay, con xin được phép đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Tám La Mã Phẩm Thắng, bài Ba La Mã Khát Ái. Bậc
Bậc gì dẫn dắt thầy? Bậc gì tự não hại? Và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc? Thế Tôn, chính ái là một đời. Chính ái tự não hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Con xin thay mặt đại chúng tâm gom thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng. Dạ, con sẽ sửa lại một cái câu suy chỉnh. Dạ, con sẽ sửa lại cái lời kinh ở trong cái bản của con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Nhật Quỳnh Quan Hỷ sửa lại cái câu này, chắc có lẽ là mấy cái người công nhân ở nhà in á, người ta sắp chữ nó sai, cho nên là cái nếu mà để cái câu mà chính ái là một đời á, nó không có rõ nghĩa. Cho nên là chúng ta dựa theo cái câu ở trên là chúng ta sửa lại thì thấy cái nghĩa nó dễ hiểu và nó sáng tỏ hơn. Chính ái dẫn dắt đời, chính ái tự não hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất là nhiều. Bây giờ thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm bể tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi cho thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, cầu mong chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, Pháp Thể Khang An, chúc tất cả quý phụ tu nữ và Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Thì trong cái đoạn này đó, cái vị chư thiên nói lên cái lời hỏi đến Đức Thế Tôn: vật gì dẫn dắt đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc? Đức Thế Tôn mới trả lời là chính ái dẫn dắt đời, chính ái tự não hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì chúng ta biết rằng cái thế gian này đó, tất cả chúng sanh đều có những cái mong cầu, mong muốn. Những cái mong cầu, mong muốn này đó, nó
là sợi dây trói buộc. À, chính những cái khác ái à, mà nó giam hãm chúng ta trong cái vòng quay của sinh tử luân hồi. À, thì cái chữ khác ái á, là còn có những cái danh từ đồng nghĩa là dục à, hoặc là tham à, tùy theo cái ngữ cảnh mà các hay là Đức Thế Tôn hoặc là các vị trưởng lão đã sử dụng những cái danh từ để nó cho nó phù hợp. Thì tất cả à, khác ái à, dục hay là những cái mong muốn mong cầu, tất cả là chúng ta hiểu nó là gì, là từ cái sở hữu tham à, từ sở hữu tham à, là nói gì, nó trong vào cảnh à, có bám níu, nó dính mắc à, vào trong cái cảnh à, thì đó là những cái danh từ đồng nghĩa à, xin nhắc lại ha, khát ái nè, dục nè, tham à, đó là những cái danh từ nó có cái tính chất là à, bám níu dính mắc à, trong hướng vào cảnh à. Bây giờ à, chúng ta thấy nè à, khi mà à, khi mà là cái à, cái dục đó, nó từ đâu mà ra à, nó từ cái căn cội à, của quá khứ à, khi mà chúng ta nhìn trong cái dòng cái bảng mà của 12 nhân duyên đó, thì chúng ta thấy rằng ở giữa nó là cái gì, nó là cái căn cội, cái nguồn gốc của đời sống à, cho nên á là chính vì vô minh à, vô minh duyên hành à, mà ái và cái vô minh đó, nó là cái nguồn gốc à, thành ra đó những cái ái từ nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành cái những cái nhân à, tìm miên hay là gọi là lậu hoặc à, để mà nó nằm yên đó, nó chực chờ khi nào mà có cái điều kiện đầy đủ đó, thì nó sẽ sanh khởi, nó hiện khởi ra à. Cho nên á, cái chính vì cái ái hay là cái dục lậu đó à, cái tiềm miên này đó nó ẩn tàng nhiều đời nhiều kiếp ở trong nội tâm chúng ta à, cho nên á, thường thường á, là chúng sanh trong đời sống á, nó có ba cái căn tánh chính à, thì quý vị học ở trong Di Diệu Pháp à, các chúng sanh mà cái tánh tham thì sao à, đời trước đã tham à, rồi tục sanh có tham làm bè đảng, tức là khi mà cái chúng sanh này đó à, tục sanh thì có các cái tham nó đi theo, nó hỗ trợ à, đó. Thành ra đó có đôi khi đó, chúng ta mới nhìn lại, tức là những cái tham của một cái chúng sanh đó không phải là chỉ ở đời này à, mà nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lại à. À, nó tích tụ lại, nó thành như vậy, cái tánh tham à, đó. Rồi nếu mà cái người mà sân hận, đụng tới là sân là cái người này ấy, gọi là tánh sân à, tức là nhiều đời nhiều kiếp quá khứ nó có cái nhân à, của sân hận, bực bội khó chịu à, muốn hủy diệt đối tượng à, cho nên là nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh này ấy,
đã tìm miên có cái sân nó ngủ ngắt, cho nên là chúng sanh này á luôn luôn gặp những cái gì, những cái trái ý nghịch lòng, rồi cái chúng sanh mà có cái tánh si là cái nhiều đời nhiều kiếp, tại vì không có học, không có tìm hiểu, cho nên nó mê mờ, nó mê mờ, rồi nhiều đời nhiều kiếp cái người này nó chìm đắm trong cái trạng thái si mê, không phân biệt được điều đúng điều sai, điều thiện điều bất thiện, rồi không phân biệt điều nào là đáng để thực hành, điều nào phải cố gắng nỗ lực tránh xa, thì cái người đó gọi là cái tánh si. Thì trở lại thì chúng ta thấy rằng cái dục thì nó có nếu mà mình nói hai thì gì, phiền phiền não dục là gì, phiền não dục là cái lòng tham của cảnh dục, hay là những cái ngũ trần ở thế gian, dục trần làm cho cái tâm nó dính mắc, nó bám níu rồi đó. Rồi gì, cái tham này nó phải có cái đối tượng, phải có đối tượng để nó mới bám vào, thì cái đối tượng gọi là gì, là vật dục, là vật chất, để cho cái gì, để cái tâm nó mới bám vào đó. Cái trường hợp đó gọi là ngũ quẩn thủ. Thì sự thật ra đó, cái thân ngũ quẩn này đó, nó là gì, cái sắc quẩn này là nó là cái một cái đống vật chất do nhân duyên nó hình thành, nhưng mà gì, vì cái tâm tham, cái tâm tham nó bám níu vô cái thân ngũ quẩn này, đó, rồi sao nó dính mắc, thành ra cái thân ngũ quẩn này đó là cái đối tượng để cho tham muốn dính mắc trở thành gì, ngũ quẩn thủ. Chúng ta hiểu như vậy đó, cái phiền não đó là gì, là cái lòng tham, nó bám níu mà muốn thọ hưởng cái cảnh trần sắc thinh vị xúc, rồi á cái sanh lên những cái khổ đau phiền não, gọi là phiền não dục. Và cái tham này nè, cái ái này nè, cái dục này nè, thì nó phải có một cái đối tượng để nó bám vô, để nó bám níu dính mắc, nó chấp thủ dính vô đó, để nó gìn giữ, thì ra thì gọi là vật dục. Rồi nếu mà nói ba đó thì có gì, dục ái nè, là sự mong muốn hưởng thọ ngũ dục, hữu ái là gì, cái mong muốn thì tái sanh, rồi cái phi hữu ái là một cái loại tà kiến, tà kiến mong muốn cái thân này nó tiêu hoại, hay là những cái trường hợp mà cùng những chúng sanh mà đoạn kiến đó. Đó, thành ra đó chính những cái ái này đó, mà nó não hại, rồi nó dẫn dắt tất cả chúng sanh ở trong cái thế gian này bị quay cuồng trôi lăn trong những cái tham muốn. Rồi những cái ái ấy, thì nó sanh ra từ đâu, nó khởi sanh từ các căn, do có sáu căn, sáu căn này gì, khi mà có những cái đối tượng sinh khởi lên thì sáu căn này đó nó xúc chạm với sáu trần, sáu căn xúc chạm sáu trần thì danh sanh ra gì, sáu cái sáu cái thức đó, nó sanh lên, rồi sao sáu căn sanh sáu trần, sinh ra là gì? Sáu thọ, sáu thọ này á
rồi nó mới gì? Nó mới tới là sáu cái ái. À, chúng ta phải hiểu vậy, tức là cái căn. À, thí dụ cái trường hợp là nhãn căn. Nhãn căn này á là cái căn nhãn căn á nó phải có đầy đủ, tức là phải có cái con mắt nè, rồi cái thần kinh nhãn nó tốt mà. À, rồi sao? À, có một cái đối tượng hiện khởi lên, à, thì cái nhãn căn này nó bắt với cái sắc trần. À, thì khi mà hai cái nó gặp nhau gọi là nhãn xúc. À, nhãn xúc này, từ cái nhãn xúc này mới sanh ra là nhãn thức. À, nhãn thức thì sanh ra gì? À, nhãn thọ, là nó hưởng cảnh. Rồi nhãn thọ này đó, nếu mà nó gặp cái cảnh mà thích ý vừa lòng, à, khả hỷ khả lạc đó, thì nó bắt đầu nó tham muốn dính mắt khởi lên, thành ra là nhãn ái nha. Đó, nó đi từng bước như vậy đó. Cho nên đó, là Đức Phật mới dạy tất cả mà thường khuyên nhắc nhở chư tỳ khưu là gì? Phải thu thúc lục căn. À, chính từ cái chỗ này đó mà những cái tham ái nó sẽ sanh khởi lên. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý. À, luôn tuôn, à, chúng ta phải có sự phòng hộ, à, ngăn chặn từ đầu. À, ngăn chặn từ đầu thì cái đối tượng sẽ không trở thành là cái ái để cho cái tâm nó bám níu dính mắc vào đó. Cho nên là cái sự phòng hộ nó rất là quan trọng chỗ đó. Rồi thì như hồi nãy, chính cái những cái tham muốn ở trong hiện tại này á, là nó là do những cái tham muốn từ đời trước, à, mà ở trong kinh gọi là dục lậu, à, là những cái tham muốn của cái đời trước nó tìm miên, nó ngủ ngầm, à, nó là cái căn cội, là cái nguồn gốc. À, ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy rằng một cái cây, à, một cái cây nó mọc lên rồi nó có cành nhánh, phải không? À, nó cho quả. À, đó thì cái bộ phận cái rễ này nè, nó mới bộ rễ nó phát triển để nó nuôi lớn cái cây. À, cái cây có nhánh, có lá, có hoa, à, có quả. À, đó, rồi tất cả những cái cành nhánh, những cái lá, những cái hoa này, ngay cả cái thân của nó là sao? Khi mà nó không còn sống nữa thì sao? Nó trở lại, à, nó rớt ra xuống, thì trở nó mục hoại đi, tiêu hoại đi, thì nó thành cái chất phân, à, cái chất phân để dung bồi lại cái nguồn gốc của nó. Đó, thành ra đó, cái tham ngay trong đời sống hiện tại này không phải tự nhiên mà có. À, nó được tìm miên ngủ ngầm, giống như cái bộ rễ đó, mình đâu có thấy đó. À, nó ẩn tàng ở dưới mặt đất. À, nhưng chính cái bộ rễ này đó, nó tạo thành những cái nhựa sống để mà nó nuôi dưỡng cái cây. Đó, rồi thì cái cây này đó nó mới đơm hoa kết quả. Ha, thì cái quả này đó, khi mà nó rời đi khỏi cái nhánh cây đó, nó rớt lên xuống, à, nó rớt lên xuống mà nó dung bồi lại trở thành những cái chất, à, để nhân chất phân để cho cái cây nó được, à, càng lớn mạnh hơn. Cho nên á, chúng ta phải hiểu như vậy để mà chúng ta có thể trừ khử. À, cái gì? Chúng ta phải biết
cái vòng quay của nó. Cho nên á, nếu mà chúng ta chỉ ngăn chặn cái tham ở trong cái đời sống hiện tại không thì chưa đủ, mà chúng ta phải truy nguyên cái nguồn gốc của nó, để chúng ta hiểu biết là sao. Chúng ta phải chặt, chặt từ cái cội rễ này. Thành ra đó, cái dục lậu đó nó rất là nguy hiểm, mà nó rất là mạnh mẽ, mặc dù là nó ẩn tàng mà không thấy được. Thành ra sao, cái sân á tội nặng, cái sân nó có thể là phạm ngũ nghịch là tội, cái sân tội nặng nhưng mà dễ trừng. Tại sao? Ảnh là lửa rơm, ảnh lửa phừng á, nhưng mà sao hả, mà bắt đầu qua cái cơn sân rồi là ảnh nguội lạnh. Nhưng mà cái sân đó là nó gì, quá thô thiển, thành ra mình dễ thấy, dễ trừng. Còn cái anh mà anh tham á, nó ẩn tàng, nó ẩn tàng, nó trốn, nó núp lén, nó đợi thời cơ, khi mà có một cái điều kiện, đối tượng thích hợp là bắt đầu ảnh nhảy ra, ảnh sanh khởi liền. Cho nên là chúng ta phải đề phòng, đối với cái tham, cái dục, cái ái này rất là cẩn thận. Thì quý vị biết rằng chỉ có đến khi nào mà đạt đến cái thánh đạo, tứ đạo tứ quả, thì cái vị mà hành giả mà đạt đến lậu tận minh thì mới diệt được, trừ được cái tham dục, tham ái, hoặc là tận trừ tất cả những cái dục lậu mà thôi. Cho nên là cái tham, cái dục, cái khát ái này nó rất là nguy hiểm trong cái đời sống chúng ta, mà chính nó, chính ái dẫn dắt đời, chính ái tự não hại. Thì quý vị học trong Pháp Cú Kinh xét thì nó sinh ra từ sắc, rồi khi mà xét này mà nó sinh ra rồi đó, nó ăn ngược trở lại sắc, thì cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết đó, thì sao? Chúng ta để cho phiền mà não nó sai sự, nó điều khiển, rồi sao? Mình chạy theo nó, mình phục vụ cho nó, rồi mình tự chuốc lấy những cái khổ đau cho chính mình. Nó dẫn dắt mình, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì sao, làm những cái điều bất thiện, chính nó xúi bẩy, nó thúc giục, chúng ta phải làm theo cái sự điều khiển của nó. Mà khi mà sao, tham có mặt thì si có mặt, vì vô minh, si mê lầm lạc, mình không phân biệt được điều nào là điều thích hợp, điều nào là điều không thích hợp, những cái nào là thiện, những cái nào là bất thiện. Cho nên mà phiền não suối thì mình làm. Có đôi lúc quý vị đâu phải chỉ mong muốn cho riêng bản thân mình đâu, mà mình còn mong muốn cho những người thân của mình, rồi mong muốn cho cái trú xứ, cái vùng, cái miền của mình, rồi sao mong muốn cho cả cái đất nước của mình, đó. Thành ra mình không hiểu, mình không hiểu biết, cho nên là mình bị cái tham muốn, cái khát ái, nó dẫn dắt mình để tạo những cái điều không có tốt đẹp. Mình nghĩ là bây giờ mình phải lo, mình có bổn phận, mình phải lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho anh chị em, thân bằng quyến thuộc, đủ thứ lo hết. Mình lo cho bản thân mình thì ít, nhưng mà mình lo cho người khác thì nhiều.
Tại sao? Tại vì mình tà kiến sai lầm, mình không hiểu, à mình cho đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, à cho nên mình bám níu mà mình cái tâm luyến ái à, nó làm mình thấy sai cái đối tượng này. À, thì sự thật ra đó, do nhân, do duyên, do nghiệp lực nó đưa đẩy à, nhưng mà vì mình sai lầm à, mình dính mắc cho đó à, trời ơi, nó là con của tôi phải lo chứ à, nó là cháu tôi phải lo à, à, cha mẹ tôi phải lo à, anh chị em tôi phải lo à, nào. Cho nên đó, chính vì cái tham muốn à, cái khát ái nó dẫn dắt rồi sao à, mình phải làm những điều à, có điều những cái điều mà coi như bất thiện à, rồi sao chính những cái điều bất thiện này á à, nó đem đến những cái hậu quả không có tốt đẹp à, nó gây những cái điều tai hại khổ đau à, cho chính chúng ta à, cho nên á chúng ta cần phải hiểu biết và sao cố mà thoát ra à, cố thoát ra cái gì, cái pháp tham à, chúng ta phải có sự hiểu biết à, để mà chúng ta lần hồi chúng ta làm cho nó suy yếu à, để chúng ta đi đến à, diệt trừ nó. Chứ còn nếu không á thì thật sự ra thế gian này á bị trói buộc à, bị trói buộc trong cái sợi dây mà rất là bền chắc, đó là những cái tham muốn. Tất cả từ cõi chư thiên đó chứ, cõi nhân loại cho tới các cái cõi súc sanh cho đến những cái cảnh khổ đau à, đều bị trói buộc vào cái tham muốn, các ái à, là cái dục. Rồi trong cái đời sống á, thì thường thường là chúng ta thấy có ba cái pháp, là cái pháp tham dục à, tham dục là của tất cả à, chúng sanh phàm phu à, thiếu học hiểu, không hiểu biết à, thì ngay khi chúng ta mà hồi cái thời mà mình chưa có được cái may mắn, cái duyên lành á, mà tiếp xúc được Phật pháp á, mình cũng bị trong cái này à, đó. Cho nên á là cái tham dục này nó rất là quan trọng à, trong cái đời sống chúng ta à, chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ à, rồi từng bước để mà chúng ta có cái biện pháp à, để đối trị đó à, bằng những cái phương pháp khác. Ví dụ như là tham muốn à, thì có nhiều cách à, ví dụ như Đức Phật dạy cái cách thứ nhất là nó đề phòng à, đề phòng tức là chúng ta phải phòng hộ các căn à, để không cho các cái đối tượng mà thích ý vừa lòng khả hỷ khả lạc nó xâm nhập à. Rồi bằng cái gì nữa, chúng ta phải có sự tu tập à, bằng cách chánh niệm à, là cái đề về cái phòng hộ thứ hai à, rồi cái thứ ba nữa đó là gì, chúng ta phải suy tư về cái tai hại khổ đau của tham à, nó đem đến nha à. Rồi cái cuối cùng đó là gì, là mình phải luôn luôn mình phản tỉnh, mình xem xét à, chính mình những cái bất thiện, những cái tham muốn ở trong nội tâm ta à, những cái này á à, nó từ đâu, từ những cái tác ý à, đó cái tác ý là những cái lậu hoặc tiềm miên từ đời quá khứ à, chính cái tác ý này đó nếu mà mình không khéo kiểm soát của nó à, thì nó sẽ sanh khởi và nó sẽ dẫn mình đi à, cho nên khi mà chúng ta có sự thực hành, chúng ta khéo phòng hộ
chúng ta hiểu biết rồi đó, thì khi mà nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, giả dụ như bây giờ là mình nhìn cái bông hoa, nhìn cái bông hoa, nếu mà mình không có phòng hộ, mình nhìn theo cái bình thường của cái người không hiểu biết về Phật pháp, thì mình thấy cái bông hoa, cái hoa hồng, hoa hồng đẹp đó. Còn nếu mà cái người mà hành giả, cái người có sự tu tập, thì người ta nhìn cái bông hoa, người ta chỉ thấy nó là cái vật chất, nó không đẹp, cũng không xấu, nó chỉ là vật chất, nó không phải nở ra, nó sanh khởi để cho mình nhìn, cho mình ngắm. Bây giờ mình có nhìn, mình có ngắm nó thì nó cũng sanh, mà mình không nhìn ngắm nó cũng sanh, nó cũng nở tự nhiên theo cái quy luật tự nhiên của nó, chứ không phải vì mình ngắm cái bông hoa này nó mới nở. Rồi sao, cái tưởng mình sanh lên, mình có sự so sánh, mình nói cái bông hồng này nó đẹp, sở dĩ mình so sánh là sao, tại vì xung quanh những cái bông hoa kia đó, nó không có nổi trội hơn cái bông hoa này, cho nên mình so sánh, mình nói là nó đẹp. Chính vì cái bắt đầu cái nó đẹp đó, mình so sánh này, cái tưởng sai biệt, tưởng điên đảo, mới bắt đầu mới tham muốn. Thôi bây giờ mình hái, mình cắt cái bông hoa này để về mình chưng ở trong phòng, để mình ngắm cho nó đã. Chính vì có cái ái nó sanh khởi, cho nên sao mới thủ. Thủ là gì? Mình cắt cái bông về, mình lấy cái bông về để mình ngắm cho nó đã. Mà cái bông này đâu phải của mình, cái bông này của người ta, vật có chủ. Bây giờ vì cái tham muốn nó thúc đẩy, cho nên là mình bám líu, mình dính mắc vào cảnh, mình muốn hưởng cảnh, thỏa thích lâu dài, cho nên thủ. Mà khi mà mình cắt cái bông hoa là gì? Mình tạo cái nghiệp bất thiện, cái trộm cắp, thấy không? Đó, thành ra cái chúng ta thấy, quan sát phản tỉnh lại, mình thấy một cái chuỗi dài đó như vậy. Mà nếu mà chúng ta không có nhờ cái hướng dẫn chỉ dạy của Đức Phật, thì chúng ta cái gì? Bị trói buộc, bị quay cuồng trong cái dòng quay này, là chính vì cái ái. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, và chúng ta phải phản tỉnh, phải xem xét những cái mầm mống để đề phòng, thì do đó mà Đức Phật mới nói là phải phòng hộ cái ý. Cái ý là gì? Nó là những cái tiềm miên ngủ ngầm của phiền não, nó ngủ ngầm trong đó, nó núp lén ở trong đó, nó phục kích mình. Chỉ cần một giây phút mình chảnh mãn dễ vui, là thiếu sự phòng hộ, thiếu cẩn trọng, thiếu kiểm soát, thiếu phản tỉnh, nó nhảy ra, nó quật ngã mình liền. Cho nên đó, là cái bước thứ nhất là chúng ta phải phòng hộ, phải ngăn chặn từ đầu. Thì ra sao? Chỉ cần mà một đốm lửa nhỏ, nó sẽ có thể cháy nguyên cả cái khu rừng. Nếu mà mình không có cẩn trọng, mình không kiểm soát ngay từ đầu, mình không có phòng hộ, đề phòng á, thì sao? Tới chừng mà tham ái nó sinh khởi lên rồi, mình ngăn trừ không kịp, lúc đó là mình giống như là cái con cừu vậy. Cái người chủ nó dẫn dắt mình đi đâu, mình đi theo đó, ngoan ngoãn phục tùng cái sự dẫn dắt của phiền não, của tham ái. Cho nên là chúng ta phải đề phòng, ngăn chặn ngay từ đầu. Những cái tác ý nào mình bất thiện, mình phải kịp thời mình
ngăn chặn, dập tắt tất cả. Nếu mà khi mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng tất cả vật chất, nếu mà chúng ta nhìn với cái tưởng sai biệt thì sao tà kiến sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta nhìn đối tượng với chánh niệm tỉnh giác, với trí tuệ thì sao? Thì lúc đó là không có cái tưởng, mình thấy đúng thực tướng thực tánh của đối tượng, thì sao? Thì với trí tuệ thì làm sao mà có phiền não mới sanh khởi. Cho nên á, chúng ta phải diệt trừ, chặt đứt cái vòng quay sanh tử luân hồi ngay từ cái sự phòng hộ, cái sự phản tỉnh, để kịp thời để dập tắt, để ngăn chặn những cái bất thiện sanh khởi. Rồi cái thứ hai là cái gì? Cái pháp dục. Pháp dục ở đây là những cái mong muốn để mình làm những cái điều thiện. Mình phải học hỏi giáo pháp này, phải nghiên cứu về kinh điển này, cái lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong cái luật, để gì? Để ngăn ngừa, phòng hộ, ngăn trừ những cái bất thiện sanh khởi. Rồi cái giáo pháp của Đức Phật là để chúng ta gì? Phải thực hành. Phải thực hành như thế nào? Từ thấp tới cao đem đến những cái lợi ích. Đó, bây giờ là mới đầu là mình giữ giới bằng cách là để ngăn trừ phòng hộ. Rồi cái giới nó mới nâng đỡ để mình thực hành tiếp những cái như là bố thí, tu tiến, tu thiền định, thiền tuệ, rồi sao mình học pháp, tìm hiểu giáo pháp, kinh, luận, rồi từ đó chúng ta phải gì? Phải suy tư, phải tìm hiểu, nhân đưa đến quả, rồi từ quả nè mình mới truy ngược lại để mình hiểu cái nhân, nhân quả, rồi từ quả truy ngược lại nhân để thấy rõ những cái điều kiện như thế nào để đưa đến quả. Đó, thành ra mình phải suy tư, mình phải phản tỉnh, mình phải xem xét, thì lúc đó mình dung bồi cái tuệ của mình. Đó rồi, thì cái pháp dục đó, thì mình phải phát triển đó. Mặc dù lúc đầu đó là mình phải có cái mong muốn, cái mong muốn học, mong muốn hành, nhưng mà đến một lúc nào đó đó mình phải diệt trừ cái mong muốn. Khi mà cái tham dính mắc vào cái ngũ trần ấy, nó là cũng là một cái áp lực, nó là một cái phiền não, nó cũng bức bách. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không hiểu biết pháp dục thì nó cũng tốt để dẫn dắt chúng ta, thực hành giáo pháp. Nhưng mà đó, mình phải hiểu đến một lúc nào đó mình phải cố gắng nỗ lực thực hành. Bây giờ lúc đầu đó là mình phải có một cái lực nó hỗ trợ, nó hỗ trợ cho mình để mình tiến lên. Nhưng mà khi mình tiến lên rồi mình phải vận dụng cái bằng cái sức lực nữa, chứ mình đâu cần phải hỗ trợ nữa. Lúc đầu đó là bất thiện nó trợ cho thiện. Lúc đầu là mình phải có sự ham muốn học pháp, ham muốn tìm hiểu pháp,
ham muốn để mà thực hành giáo pháp. Nhưng mà mình khi mình hiểu đó thì mình ráng, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hành đó. Đồng ý cái mình phải có cái chí nguyện, nhưng mà mình có cái chí nguyện là mình giải thoát, mình thoát ra cái sự dính mắc. Cho nên á là trong cái vòng quay á, chúng ta phải hiểu chính những cái tham muốn á, nó cũng trói buộc. Tham muốn cái thiện, tham muốn cả cái bất thiện, nó trói buộc mình trong cái vòng quay này. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái vòng quay này đó là diệt trừ tất cả những tham muốn. Thiện cũng phải diệt trừ, mà những cái bất thiện càng phải diệt trừ mạnh mẽ nữa. Cho nên Đức Phật mới ví cái hình ảnh giống như là chúng ta muốn muốn vượt qua bờ bên kia. Hồi đó giờ mình quay cuồng, mình bị ở bên cái bờ bên này nó khổ quá. Bây giờ mình biết rồi, cái bờ bên kia nó an vui hơn. Mình dùng những cái pháp thiện làm chiếc bè, làm chiếc bè để có cái phương tiện để vượt qua bên kia. Hay là mình phải có sự nỗ lực để mà qua bờ bên kia. Nhưng mà khi mà mình qua tới bờ bên kia rồi đó, thì mình phải bỏ cái chiếc bè đi. Chứ đừng nói là qua tới bờ bên kia rồi vác chiếc bè chi cho nó nặng. Đó, lúc đầu á, mình cái sức mình còn yếu thì mình phải nhờ cái phao, cỏ khô hay là cây chuối hay là những cái gì đó mình kết lại làm cái phao để mình nương tựa nó, để mình bơi qua cái bờ bên kia. Nhưng mà khi mà mình tới bờ bên kia rồi thì cái phao mình bỏ đi, cái bè mình bỏ đi, chứ mình lên tới bờ mình còn vác chi cho nặng. Đó, cho nên đó là chúng ta phải hiểu rằng là cái câu nói trong kinh Đức Phật nói đó, chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là tà pháp. Đó, thành ra đó chúng ta học pháp nhưng mà chúng ta không phải mà chấp thủ những cái lúc đầu phải có cái mong muốn, có cái hoài bão để chúng ta thực hành. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta thực hành, chúng ta đạt được rồi đó, thì những cái hoài bão, mong muốn cũng bỏ đi, thấy không? Ví dụ như bây giờ cái người học sinh dù mày kinh sử nhiều năm để đạt được cái bản vàng, thì khi mà đạt được cái bản vàng rồi đó, thì bây giờ cái người này đâu cần phải dùi mài kinh sử nữa, không? Đó, cho nên đó là lúc đầu mình phải cố gắng mình học pháp với trí văn trí tư, nhưng mà khi mà đi vào trí tu đạt đến cái thành quả thì chúng ta phải bỏ cái mong muốn đi. Lúc đó chúng ta chỉ thực hành để đi đến cái sự giải thoát mà thôi. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy đó. Cái chí nguyện nó dẫn dắt mình đi. Nhưng mà rồi á, khi mình đạt được rồi thì mình phải bỏ cái chí nguyện đi. Là nó như vậy. Còn nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta dính mắc vào những cái pháp thì nó cũng là một cái chướng ngại. Cho nên á, là cái sự tái sanh là do những cái nhân, những cái nhân mà nó dẫn dắt chúng ta tái sanh vào những cái cõi tương ứng. Nhưng mà đối với bậc thánh A-la-hán á, thì các ngài đã diệt trừ tất cả những cái nhân tái sanh rồi, những cái mầm mống mà tái sanh ấy, các ngài diệt trừ hết rồi, cho nên các ngài không còn tái sanh nữa.
là như vậy. Rồi có một cái loại, có một cái loại dục ở trong đời sống nữa mà nếu mà chúng ta không có tìm hiểu á, là cái gì, là cái tác dục. Đó, thứ nhất là tham dục, thứ hai là pháp dục, thứ ba là tác dục, tức là những cái ý muốn đơn thuần ở trong đời sống. Hay là quý vị học ở trong Di Diệu Pháp, nó gọi là cái tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân mà nó có thiện là bất thiện. Thì ví dụ như bây giờ có một đối tượng chúng ta nhìn, cái nhìn này đó là nó là cái hoạt động tự nhiên. Nó là cái hoạt động tự nhiên của sự vận hành của pháp. Nó không có thiện hay là không bất thiện. Nó chỉ có cái tác ý tự nhiên thôi. Rồi. Nãy giờ quý vị ngồi. Giờ quý vị muốn có cái tác ý, muốn thay đổi hoài nghi. Quý vị đứng lên. Thì cái hành động, cái chuyển động đứng lên này đó, nó là tự nhiên, nó không có thiện là bất thiện nè. Nhưng mà coi chừng cái vị hành giả nãy giờ ngồi thiền, bây giờ nó tê, nó đau nhức quá, bây giờ muốn thay đổi hoài nghi, muốn mở chân ra, thì cái hành động này đó, nó coi chừng nó có cái tham dục dính vô. Tại vì mình muốn diệt trừ cái tê, cái đau, cái nhức này bằng cách là mình trốn chạy nó, mình thay đổi hoài nghi. Thành ra khi mà một cái vị hành giả mà muốn thay đổi hoài nghi, mình cũng phải xem xét cái tâm mình. Mình xem xét coi cái sự thay đổi hoài nghi này nó có tác động thúc đẩy bởi phiền não hay không. Đó, khi nào mà chúng ta thay đổi trong cái trạng thái cái tâm quân bình, nó chỉ là cái đơn thuần, nó chỉ là hành động, nó không thiện không bất thiện, nó là chỉ là cái tác dục bình thường, thì mình nên thực hành. Còn ví dụ như bây giờ mình muốn thay đổi hoài nghi nhưng mà nó thúc đẩy, tại vì mình không chấp nhận cái hiện trạng này, cái hoài nghi này nó đang thọ khổ, bây giờ mình muốn tìm cái sự an ổn thọ lạc mà bằng cách là mình thay đổi, thì cái cũng là thay đổi. Nếu mà chúng ta quan sát thấy cái sự thay đổi này nó tự nhiên, nó cần thiết thì không sao. Nhưng mà do cái tác ý muốn chạy những cái tạm cảm thọ khổ để tìm đến cái thọ lạc, thì như vậy đó là có cái tham dục nó núp lén ở sao để cho thúc đẩy. Cho nên đó, là trong đời sống chúng ta phải biết ba cái loại dục này đó, tham dục, rồi pháp dục và tác dục, để mà chúng ta luôn luôn xem xét cẩn thận những cái tác ý. Bây giờ bố thí là tốt đó, bố thí là tốt, giữ giới là tốt, tu tiến là tốt, nhưng mà mình phải phản tỉnh, mình xem xét lại coi sao ở phía sau nó có thúc đẩy không. Trời ơi, ta bố thí quá mà mình không bố thí thì thua người ta. Bây giờ ta bố thí mình cũng phải bố thí. Ta giữ giới mà mình không giữ giới là mình thua người ta, mình cũng phải giữ giới.
à, mình phải bây giờ giữ năm giới, mình phải giữ tám giới hơn người ta. À, à, ta bố thí 1.000, bây giờ mình phải bố thí 10.000 để cho hơn người ta. Đó, thành ra đó, cái bố thí, cái giữ giới này coi chừng, à, coi chừng do cái không phải là pháp dục mà nó là tham dục, nó sinh khởi ra, nó thúc đẩy. À, cho nên á, à, chúng ta phải xem xét, à, với trí tuệ, à, khi đó mình thấy, à, cái giữ giới này á, là điều quan trọng để ngăn chặn những cái điều bất thiện, à, để giữ gìn, à, cái cho cái giới mình được tốt đẹp, ngăn chặn chúng ta làm những cái điều ác. À, cái bố thí này đó là để diệt trừ cái dính mắc, à, cái bỏng sẻn, à, bón rít keo kiết, à, chúng ta phải xả tài, à, để chúng ta đối trị với cái pháp mà pháp tham, à, để đem đến những cái gieo trồng những cái nhân lành, à, để chúng ta có sự tu tập cho nó được tốt đẹp. Đó. Thì khi mà chúng ta làm, à, giữ giới bố thí tu tiến gì đó, chúng ta cũng phải cẩn thận. À, còn nếu không á, à, nếu không á thì sao, cái tham dục nó ẩn tàng phía sau, à, nó hỗ trợ, nó thúc đẩy để làm những cái điều đó. À, thì như vậy đó, chúng ta phải hiểu, à, để mà thoát ra cái sự, à, tùy thuộc trói buộc của các cái tham muốn, à, hay là những cái khắc ái, để chúng ta từ từ thoát ra những cái mãnh lực của tham muốn. À, cho nên là, à, trong đời sống đó, thì chúng ta phải hết sức là quan trọng, à, đối với cái những cái tác ý bất thiện, những cái mong muốn, à, dính mắc trong cái trần cảnh, à, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, à, lần hồi để mà chúng ta từng bước, à, làm giảm thiểu những cái sức mạnh, à, của tham, của dục, rồi, à, chúng ta thoát đi ra khỏi những cái mãnh lực, à, điều khiển sai sử của tham. À, thì, à, qua cái, à, bài học ngày hôm nay về khát ái, và cũng qua những cái tìm hiểu, à, trong kinh điển, à, của các bậc trưởng lão, à, cũng có sự hiểu biết để chia sẻ với quý vị, à, những cái, à, mà chúng ta cần thiết trong đời sống để chúng ta có sự nỗ lực tu tập. À, thì với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, à, pháp thể khai ngang, à, chúc cho tất cả nữ cũng như quý Phật tử có được những cái hiểu biết trong cái lời dạy của Đức Phật, à, để chúng ta nỗ lực thực hành đem đến một cái đời sống an lạc tốt đẹp ngay trong hiện tại. À, chúng ta phải hiểu biết để ngăn chặn diệt trừ những cái ái, khát ái, những cái, à, dục lậu ở trong thế gian. À, chúng ta phát triển những cái pháp dục, à, những pháp dục này đó để mình thực hành, nhưng mà lần hồi, à, mình nỗ lực mình thực hành để mình giải thoát, chứ mình phải mình thực hành các cái thiện pháp này để rồi mình, à, được hưởng mong cầu tái sanh ở những cảnh giới chư thiên, à, được sanh lại là người giàu sang phú quý, à, vua chúa có nhiều quyền lực, à, chúng ta cũng từ bỏ những cái mong muốn đó để mình hướng đến cái gì, để hướng đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đó là cái mục đích, cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, à, luôn luôn chúng ta có sự mãn tỉnh, à, phòng hộ, xem xét cả những cái tác ý của mình. À, khi mà một tác ý nó sanh khởi lên thì mình phải xem xét là thiện hay là bất thiện. Nếu là thiện thì mình cố gắng,
mình phát triển. Còn nếu là bất thiện, mình kịp thời ngăn chặn, diệt trừ, để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp, an vui. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, thực hành theo lời dạy Đức Phật. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tam tách nước ở tỉnh thất thiện hữu để chờ có những bàn tay hoặc những câu chích chát con sẽ đọc và thỉnh sư trở lại đạo tràng. Dạ kính chào Bình Phương và vào đạo tràng. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Trang cùng chư Tân Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Quỳnh Giang Hà, Hoàng Thành, dạ, và Quỳnh An Trần. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Khi nào có những gì thắc mắc, có gì chưa hiểu trong cái lời của Thượng Tọa Pháp Thanh, cái đề tài của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng ngày hôm nay, thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị có thể cầm mic hỏi với Thượng Tọa, hoặc là có thể chích chát lên. Nhật Quỳnh xin phép được đọc để thỉnh sư trở lời để trả lời những câu hỏi, những cái thắc mắc của đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chích chát ạ. Dạ, con nghĩ sư đã dùng nước rồi mà con cũng chưa có thấy bàn tay, cũng như chưa có thấy câu chích chát. Dạ, xin sư cho con hỏi một câu trước đi. Dạ, hỏi câu mở hàng đi. Dạ, con nghe sư nói về sự bố thí. Mình bố thí như sao gọi là để mình có kết quả tốt? Mình bố thí như sao gọi là mình gọi là tham? Thì con nghĩ tới cái vấn đề tuần trước đó, Phật sư. Con thấy và nghe được sư xây những cái cốc để cho chư Tăng về trú ngụ trong những ngày lễ ở tỉnh thất của sư. Thì bản thân con thì con đã từng bạch với sư rồi, lúc này là con nghèo lắm, con không có khả năng. Nhưng con nghĩ rằng con sẽ đưa lên trình đạo tràng để mời những vị Phật tử có tịnh tâm và có điều kiện tịnh tài để hùng ước cúng dường đến sư, để cùng với sư xây những cái hai cái cốc được như ý nguyện của sư, để cho những chư tăng đến có chỗ trú ngụ. Và sư như vậy biết bản thân mình không có khả năng, mà mình đứng lên giống như mình đi kêu gọi, như vậy mình có tham không bạch sư? Và như vậy có tội không? Nó tội là tại vì con nghe thí dụ như mình có khả năng mình làm đi, rồi mọi người hùng đào thì là điều tốt, còn mình không có khả năng mà mình gọi, như vậy mình có tội không sư? Dạ, và mình có bị tham không? Dạ, xin sư chỉ dạy cho con, nếu mà sai thì lần sau con sẽ sửa lại, con không làm gì nữa. Dạ, con không biết sư trở lại đạo tràng chưa, con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Gam Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thì cái vấn đề mà chúng ta tạo phước đó, nó có nhiều cách, chứ không phải là chỉ là bỏ cái vật chất ra. Mình có thể là mình giải thích là cái nhân mà bố thí nó đem đến những cái quả như thế nào, để cho cái người mà chưa hiểu biết đó, người ta thực hành để đem đến cái lợi ích. Thành ra quý vị thấy rằng á, đâu phải là chỉ là bố thí về cái vật chất không, mà bố thí pháp. Bây giờ mình hiểu được cái lợi ích của cái giữ gìn ngũ giới, rồi cái người này á, là người ta là sơ cơ, ta mới, ta chưa biết, mình giải thích người ta, bây giờ á, mình giữ cái giới không sát sanh, thì nó có những cái lợi ích gì, những cái phước báo gì, rồi giữ cái giới mà không trộm cắp thì nó có những cái phước báo gì, những cái lợi ích như thế nào trong đời sống hiện tại, rồi cái quả lâu dài nó như thế nào. Thì đó là cũng một cái hình thức bố thí, chứ đâu phải mà chỉ bằng bố thí bằng vật chất không. Rồi cái người này đó, họ hồi đó giờ họ làm cái nghề nghiệp đó, mà cái nghề nghiệp nó là bất thiện. Họ không biết, họ nghĩ là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Họ chài lưới bắt cua bắt ốc rồi kia nọ. Bây giờ mình giải thích cho họ cái nghề này đó thì nó đem đến cái đời sống trong hiện tại, nhưng mà nó có cái hậu quả không có tốt đẹp ở những cái kiếp sống tương lai, để cho người ta biết, người ta từ bỏ cái nghề mà không có hợp lẽ, ta sinh sống bằng cái nghề khác, nghề nghiệp khác cho nó được tốt đẹp hơn. Nó cũng là một cái hình thức là bố thí. Bây giờ đi đường, bây giờ thấy một cái người này đó, họ đang đẩy một cái xe một cái vật nặng lên dốc. Bây giờ á, mình thấy họ đang cố gắng hết sức rồi, mà chiếc xe nó chẳng những nó không có lên được, mà nó muốn tuột trở xuống nữa, thấy không? Mình chạy đến hỗ trợ, mình giúp đỡ để cái chiếc xe nó vượt qua được cái dốc. Thì khi mà mình hỗ trợ vậy, là mình bố thí bằng cái công sức để mình giúp đỡ cho người ta. Đơn giản một cái người già họ muốn băng qua đường, mà giờ người này hồi đó giờ ít đi ra thành thị, xe cổ chạy nhiều quá, họ muốn qua đường mà họ cứ sợ hoài, họ sợ hoài, họ không có dám đi. Giờ mình chỉ cần mình dắt, mình đưa họ qua đường, một cái hành động đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng là cái sự hỗ trợ, cũng sự bố thí. Cái trường hợp cái người này mà họ rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó, tinh thần bị khủng hoảng, họ buồn rầu, họ uất ức, khóc than kia nọ đủ thứ chuyện hết. Bây giờ mình đến, mình giải thích, mình chia sẻ cho người đó họ hiểu, những cái nhân cái quả này kia nọ, để cho người ta hiểu biết, để người ta thoát ra cái phiền não, cái buồn rầu uất ức khóc than. Thì những cái lời mà sách tấn chia sẻ, động viên để người ta hiểu biết được, nó cũng là một cái sự bố thí, không? Đó, thành ra đó, cái bố thí nó có bằng nhiều cách, chứ không phải là chỉ đem cái vật chất ra mà gọi là bố thí. Nó có nhiều cách để mà mình bố thí lắm, chứ không phải chỉ có một cách thôi.
À, thì khi mà mình làm á, thì như vậy mình cũng gieo cái nhân lành, chứ có gì đâu mà tội. Ví dụ như bây giờ cái trường hợp mà ông trưởng làng, à, khi thấy chư tăng á, 1.000 vị, à, đang tìm chỗ trú ngụ an cư 3 tháng mùa mưa. Bây giờ ổng cũng muốn làm phước, nhưng mà một mình ổng sao không làm mình nổi, phải không? À, ông ta mới thỉnh chư tăng về làng, rồi ông ta mới hô hào cả dân làng ở trong cái làng đó, để mà cùng nhau hỗ trợ để mà làm cái thiện sự này. Người nam thì đi vô rừng chặt cây chặt cối, rồi tạo những cái cốc liêu cho chư tăng. Còn người nữ thì ở nhà nấu cơm nấu nước rồi kia nọ để mà dâng cúng đến chư tăng. Thì khi mà ông ta hô hào vậy, ông ta tự mình có phước rồi mà ông ta còn giúp cho những cái người khác nữa có phước nữa, thì đâu có gì mà có tội. Bây giờ cái trường hợp giờ chư tăng đi bát trì bình khất thực, nhưng mà bây giờ thì mình không có vật thực để mình dâng cúng, nhưng mà mình thông báo cho cái ở những người ở xung quanh hay những người trong làng hay, chư tăng sắp sửa đi bát tới đó nha, bây giờ các bạn trong nhà trong làng mình có ai có điều kiện có vật thực muốn dâng cúng đó chư tăng, là chư tăng sắp đi tới rồi, chuẩn bị đi. Thì mặc dù cái người này họ không có cái gì để bát cho chư tăng, nhưng mà họ lên tiếng như vậy đó để tất cả những cái dân làng ở trong cái ngôi làng đó để có sự hay biết, có sự chuẩn bị để mà dâng cúng vật thực đến chư tăng, thì cái người này có phước nhưng mà có phước là mai mốt có người hỗ trợ dẫn dắt để mình làm những cái điều kiện. Còn cái người mà đẹp là có vật thực đặt bát thì cái người này có phước vật, còn cái người này đó mai mốt nó có cái phước, thì khi mình làm cái phước nào nó có phước về cái phương diện đó, đúng không? Chứ đâu phải mà mình hô hào mình kêu gọi người ta cúng mà mình không có gì để mình cúng hết rồi mình có tội, đó là không có đúng ha. Đó, thành ra sư cả Vũ Chánh trong một cái lần mà sư cả kêu gọi để mà hùng phước xây chánh điện đó, thì sư cả Vũ Chánh nói sao, ai mà hùng phước vô để trả nợ cho chùa để xây chánh điện á, thì sau này á làm vua làm hoàng hậu, còn ai mà sa thú lành thai thì làm quân hầu làm tỳ nữ, không? Đó, thành ra thì mình quan hỷ trong cái thiện sự mình cũng có phước, nhưng mà sao cái phước mình sau này nó cộng nghiệp với những người đó. Còn người ta bố thí, người ta có phước vật, ta trì giới có cái phước đức, còn mình hướng dẫn, mình hô hào, mình ấy cho để người ta thực hành, thì mình có cái phước để mình sau này mình cũng cộng trú, mình tái sanh vô những cái dòng tộc cao quý, những người biết tu tập, biết tạo phước. Đó, thành ra khi mà mình tái sanh vô những cái nơi mà thích hợp là do hồi đó mình cũng có cái sự hỗ trợ, mình kêu gọi, mình giúp đỡ cho người khác nha. Còn mình sanh ra ở những cái trú xứ nó không thích hợp rồi sao, hồi đó người ta làm phước mình cũng hay, mình hay cản trở người ta, mình cản trở người ta học, mình cản trở người ta thực hành, mình cản trở người ta tu tập, cho nên là bây giờ mình sanh ra mình cũng bị cái chướng ngại, những cái điều kiện mà không thích hợp nó cứ gây khó khăn, gây cản trở. Muốn học thì học không nổi,
trí tuệ nó chậm lục qua, giờ nhớ hoài nhớ không vô. À, muốn hành thì sức khỏe không có, hành không được đó. À, rồi khi mà mình ráng tu tập nhưng mà bây giờ điều kiện vật chất rồi bốn món vật dụng nó không đầy đủ, mà nó không có đầy đủ để mà mình an ổn trong tu tập. À, thành ra đó chúng ta đừng sợ. À, cái điều thiện mình làm, thân khẩu ý, cái đối với những cái điều mình thấy là tốt đẹp, những cái pháp thiện thì nó đem đến cái lợi lạc, chứ đâu có cái gì đâu mà tội. Thành ra đó mình đừng có sợ. Bây giờ nếu mà mình cùng làm thì mình cùng có phước, còn nếu mà mình không có cái khả năng điều kiện nhưng mà mình sắp tấn mình hỗ trợ để người khác làm thì mình cũng có cái phước, cái phước để mà sau này mình cộng trú, mình sanh ra ở vùng tốt đẹp thích hợp, để mình có sự nỗ lực mình tu tập. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui, còn mong là cô học hành tiến bộ để mà phục vụ Tam Bảo được tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân Hưng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy cái thắc mắc của con. Con nghe con cũng rất là hoan hỷ, tại vì có vị thì đã nhờ cái Facebook của con mà người ta đã làm phước đến sư, rồi người ta chia phước cho con thì con cũng rất là hoan hỷ. Từ cái chỗ cái Facebook của con, mong muốn rằng mọi người vào để nghe và thấy được những cái thiện pháp của những người khác làm. Vì sự mong muốn đó mà con đã đưa những cái room, ví dụ như room Phật giáo Nam truyền, room Pháp Cú Kinh chuyên đề, hoặc room Đạo Phật Bút Thách Thâm Má, để lên trên Facebook để cho mọi người được vào nghe. Tại vì có nhiều vị nói với con là người ta không có thời gian để vào trong cái bánh thót. Dạ, mà người ta nghe lại những cái Facebook của con thì người ta biết được nhiều thiện sự và người ta đã làm được, người ta chia phước cho con thì con rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi con nghe sư giảng về những cái thiện pháp và có những vị giảng về những cái những người kêu gọi mà không có làm này kia, tự nhiên con thấy hơi thắc mắc trong lòng, nó cũng hơi bị rai rứt. Nên con hỏi. Dạ, như lại con thấy trong đạo tràng không ai hỏi hết nên con hỏi. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ Kim Nhung có trước máy phải không? Kim Nhung có thể đưa bàn tay mình lên không? Kim Nhung cũng có nhiều câu hỏi rất là hay. Nên kính mời bàn tay Kim Nhung. Mời Kim Nhung nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị, dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, bài học nào, những lời Phật dạy, lời nào con cũng thấy rất là thấm thía, con thấy giống như là Phật dạy cho chính mình vậy đó. Các lời Phật dạy con thấy rất là hay, và cái bài này con cũng thấy vậy. Nó rất là phù hợp, nó rất là đi vào cái cuộc sống đời thường của con. Con cũng hiểu ái là cội nguồn dẫn dắt đến cái sự đau khổ, nhưng mà con còn phàm 200%. Con mọi khổ trong đời thì con cũng hiểu theo trí văn, qua những cái lời dạy của quý sư, rồi qua đọc sách thì con cũng hiểu theo trí văn là mình do mình ái trong đời, thành ra là mình ái vào mọi thứ nên là mình khổ mọi thứ. Nhưng khi mà trong cuộc sống thì con cũng gặp rất là nhiều khó khăn, rất là phiền não trong gia đình, trong con cái, chồng con, rồi trong xã hội mình gặp rất là nhiều phiền não. Và mỗi khi mình gặp như vậy á,
thì mình phải tự chấn an mình. Mình cũng phải nghĩ, mình bản thân con nghĩ là mình phải chấp nhận cái đó là do nghiệp mình đã gieo trong quá khứ, rồi mình bây giờ mình phải chấp nhận cho nó qua những cái phiền não đó, giống như là mình phải tự kỷ ám thị vậy đó. Thì con cũng không biết là theo lời sư dạy hồi nãy là mình phải truy nguyên như thế nào để mình chặt đứt phiền não, giống như kinh hay dạy là mình phải chặt đứt như gốc cây tha la, nhưng mà con cũng chưa biết là mình phải truy nguyên như thế nào để mình thấy được cái nhân nào mà ra cái quả ngày hôm nay mình phải chịu như vậy. Con chỉ biết, con chỉ tự nhủ với chính mình là khi mình có một cái phiền não nào đó, ví dụ như trong gia đình, như con cái hay là bất cứ chuyện gì, thì mình cũng nghĩ là do mình tạo ra một cái sản phẩm có lỗi, mình cũng cố gắng để sửa cái lỗi đó, nhưng mà cái lỗi đó nó không sửa được thì mình phải bảo hành cái sản phẩm đó, tức là mình phải chấp nhận. Thì cái phiền não nó ngập tràn, nó làm cho con rất là đau khổ. Con cũng không biết là phải làm cách nào để mình bớt ái, để đi đến chỗ chặt đứt ái, để bớt khổ như lời của sư dạy. Và con cũng không biết là con sai ở chỗ nào, và con cần phải làm những cái gì trong cái đời sống hiện đời sống hiện tại hiện nay. Con không biết làm gì, con cũng chỉ biết là mình ở cố gắng chánh niệm, rồi cố gắng bình tĩnh và chấp nhận. Nhưng mà cái chánh niệm của mình thì nó đứt khúc liên tục, thành ra có nhiều khi mình cũng không chánh niệm được, thì mình cũng rất là phiền não. Thì con cũng không biết là bây giờ con phải nên bỏ cái gì, con nên thêm cái gì để cho con bớt đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Dạ, con kính thỉnh sư giúp con tháo gỡ cái khúc mắc này. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thật sự ra đó, trong đời sống của phàm nhân chúng ta đó, nó luôn luôn nó quay cuồng, trói buộc bởi cái khát ái, cái tham ái, cái dính mắc. Như hồi nãy chị nói, có nhiều khi đó, có nhiều cái mình không phải mình muốn cho mình, nhưng mà mình muốn cho gia đình mình, muốn cho những người thân của mình. Vì mình không biết, mình tà kiến mê lầm, cho nên á, bây giờ mình phải hiểu biết tất cả những chúng sanh mà đang hiện diện ở cái cõi tạm này, cõi nhân loại này đây, là sao? Do tất cả cái duyên nghiệp nó đưa đẩy, những cái chúng sanh có những cái nghiệp nó tương đồng, nó gặp nhau, cái nghiệp tương đồng này á, thí dụ mình ấy á, là thí dụ như nó 5/10, 6/10, chứ nó không hoàn toàn 10/10 đâu. Đó. Nó có những cái điểm gì tương đồng đó, thì nó sẽ gặp nhau. Hoặc là gì? Hoặc là do cái luyến ái, do cái dính mắc từ quá khứ, hoặc là gì? Có khi là quan trái. Thành giá đó, chúng ta gặp nhau á, trên cái tục đế mình nói đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là cha tôi, đây mẹ tôi, đây con tôi. Cái sự thật ra đó là nó từ cái nợ này, cái nợ nần, cái quan trái luyến ái từ quá khứ mà gặp nhau đó. Khi mà mình nhìn vậy đó, mình mới thoát ra được đó, cái quả ngay trong đời sống hiện tại này. Rồi nhờ mình có sự học tìm hiểu á, mình mới truy về cái nhân. Do cái nhân hồi quá khứ mình gieo, cho nên bây giờ á, nó đưa đẩy mình gặp những cái chúng sanh tương đồng này, nó trở thành một cái gia đình, một cái dòng họ ngay với nhau, một cái quốc độ, để mà chịu chung những cái nghiệp nó trổ sanh. Nhưng
mỗi cá nhân nó còn có một cái biệt nghiệp riêng. À, chúng ta phải hiểu vậy đó. Trong cái trọng nghiệp là cái chung. Nha, mỗi chúng sanh nó còn có cái biệt nghiệp riêng. Không? Đó, bây giờ quý vị thấy rằng trong một ngôi làng, trong một cái thị trấn, trong một cái thành phố, cái nạn bệnh dịch nó xảy lên, nhưng mà đâu phải 1.000 người trong cái ngôi làng đó đều bị hết hơn, không có. À, đó quý vị thấy rằng một chiếc cái máy bay mà nó bị tai nạn rớt xuống, nhưng mà trong đó đâu phải 100 hành khách chết thế đâu, cũng có những chúng sanh nó có cái biệt nghiệp riêng. Cái chúng sanh mà đi trên cái chuyến bay đó nó cộng nghiệp nha, à, đã bị cái nạn, nhưng trong đó có những chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng, à, hồi đó cũng có tạo cái phước gì đặc biệt đó để giúp đỡ người ta. Cho nên bây giờ mặc dù là cùng bị một cái nạn nhưng mà nó vượt qua được. À, đáng lẽ là tổn thương là mất mạng, nhưng mà bây giờ nó bị tai nạn xây xác đổ máu rồi kia nọ, chứ không đến nỗi mất mạng. Ha, thành ra mình phải hiểu như vậy đó. Bây giờ á, mình dính mắc mình nói là con tôi phải ráng lo cho nó, cho nó được một đời sống an ổn hạnh phúc, có bằng cấp, có học vị, có nghề nghiệp thế này thế khác. Mình á, thì vì cái tâm mà luyến ái, à, rồi mình ráng, mình cố gắng, mình lo cho nó, nhưng đâu phải mình lo là nó hoàn toàn nó thành tựu hết đâu, nó còn có cái chi phối bởi cái biệt nghiệp riêng của nó nữa. Thấy không? Thành ra đó, bây giờ đó, mình thấy nè, mình chỉ làm tròn hết bổn phận của mình, còn á những cái gì đó là do cái nghiệp của nó nữa, à, chứ mình không thể can thiệp được nha. À, cho nên mình biết như vậy để mình ráng mình lo tròn cái điều kiện nào mình khả dĩ để mình lo cho nó thôi. À, còn nó còn có cái nghiệp riêng nó dẫn dắt. À, thì mình hiểu vậy thôi. Bây giờ đó, hồi trước mình đang xài những cái vật dụng này nè, là những cái vật dụng này mình đã làm từ trước rồi, bây giờ mình xài. À, không? Ví dụ như cái người thợ đồ gốm, họ nặng ra những cái chén, những cái tô, những cái chậu đựng nước, bây giờ họ đang xài nè. À, hồi đó họ nắng không khéo, à, nó bị méo chỗ này, nó méo chỗ kia, nó không có tròn trịa, thấy không? Bây giờ đã nung rồi, nó cứng hết rồi, đâu có sửa được. À, thành ra đó, mình chấp nhận cái đời sống này, à, cộng trú với những người như vậy. À, nhưng mà bây giờ á, mình sửa đổi ngay hiện tại này, à, để có những cái đời sống tốt đẹp hơn, thì sao? Bây giờ á, mình muốn có cái tô, cái chén, cái chậu, cái bình, à, cho cái nó tốt đẹp hơn, thì sao? Mình phải nắng, mình cẩn trọng, à, mình đừng có dơ vô ý, à, mình làm cho nó méo mó, nó lỗi chỗ này lỗi chỗ khác, à, rồi sao? Mình muốn trang điểm nó thì sao? Mình phải có những cái lớp men, à, mình bao phủ nó, rồi mình vẽ những cái hoa văn họa tiết, à, thì cái tương lai mình sẽ có những cái vật dụng tốt đẹp hơn. À, bây giờ mình không may mình sinh ra trong một cái gia đình, à, mình cộng nghiệp những cái nhân mà mình gieo trồng, bây giờ mình sinh ra trong những cái gia đình nó không có được thuận duyên, à, nó bị những cái chướng duyên thế này thế khác, à, mình muốn học thì, à, mình muốn hành, mình muốn làm những cái thiện sự nó cũng không có được như ý, nó bị cản trở thế này thế khác thế kia. Bây giờ mình biết cái
cái chuyện đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ cố gắng mình sửa đổi từ đây. À bây giờ cái sự cản trở nó là ấy, nhưng mà mình với trí tuệ biết vượt qua tất cả những chướng ngại đó. À mình phải làm, mình phải tạo, à mình phải dung bồi, mình phải bòn phước, à từ à, phước nhỏ không bỏ, tội nhỏ không làm. À đó, rồi giữ lòng không tham. À, nó đơn giản vậy thôi. À, dù bây giờ cái phước mà mình thấy nó nhỏ nhặt, nhưng mà cái mình hỗ trợ, mình sách tấm người ta, à, mình cũng có điều kiện, mình cũng hô hào, mình sách tấm người ta để người ta làm cái thiện sự. À, rồi cái tội nhỏ, dù cho bây giờ mà phạm những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, giống như là suy tư những cái điều bất thiện ở trong tâm của mình, hay là giết những cái con vật dù nó nhỏ cũng không làm. À rồi, sao luôn luôn khoảng tỉnh xem xét những cái tác ý mình, những cái tác ý nào bất thiện, à tham muốn hay là bực bội sân hận, à mình kịp thời mình trừ khử, mình diệt liền đó, thì chỉ có như vậy thôi. À bây giờ cuộc đời ai cũng vậy, ai cũng phải tu tập từng bước từ từ. À, cái người tự nhiên không có tự nhiên mà người ta biết đọc được, người ta cũng phải trải qua, phải học cái bản mẫu tự, rồi phải biết cái nguyên âm phụ âm, à, thế này kia, à, rồi phải phân tích chia chẻ, à, giọng trường âm, đoạn âm, giọng nhấn, giọng thế này kia, xí thì do mình mới đọc được, phải không? Đó, anh ra cái sự tu tập này nó cũng giống vậy thôi. Ai lúc đầu cũng thực hành, cũng bị té lên té xuống, cũng bị phiền não nó đá dằn tới dằn lui, à cũng trầy di chốc giải. Rồi từ từ mình mới có kinh nghiệm, à mình mới tiến bộ được. À vì vậy đó, cho nên đó, là mình cố gắng khi mà mình biết cái chánh niệm của mình nó đứt là mình có niệm nó lại, à thì cứ nói như vậy đó. À tại vì cái tâm mình mà nó sinh hoạt rồi vậy đó, à nếu mà nó không ở đây thì nó chạy đi chỗ khác, mà mình biết nó chạy đi chỗ khác là nó đã trở về rồi. À cứ vậy mình cứ gìn giữ cái phòng hộ vậy đó, cứ ấy thì từ từ mình mới níu kéo, mình mới giữ nó lâu dài được. Chứ còn ai lúc đầu thì đó, Đức Phật mới nói mà cái tâm mình nó dao động giống như là cái con cá mà mình mới vừa vớt mình quăng lên bờ đó, nó dùng dãy, nó dãy dụa, nó phóng tới phóng lui, à nhớ về quá khứ, suy tính tương lai, nó chạy lung tung rồi đó. Thì cứ biết đem nó trở về, biết đem nó ra về, thì cứ cố gắng từ từ tu tập, rồi mình sẽ có sự tiến bộ. À, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, à mình cố gắng mình dung bồi, à thì lần hồi, à cái sự tu tập, cái trí tuệ, cái kinh nghiệm mình nó sẽ trưởng thành. À, chúc cô Kim Dung nhiều sức khỏe, an vui, cố gắng tạo trữ nhiều công đức phước báo, để có được những cái điều kiện tốt đẹp trong ngày tương lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Cha con thấy Kim Nhung đã tri ân sư, đã hiểu được lời của sư dạy để thực hành. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Hồng Mai đâu rồi? Hello, Hồng Mai.
có câu hỏi không Hồng Mai? Có gì muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh nhường mic cho. Alo, rồi mời Hồng Mai nha. Dạ, con kính bạch lễ Ban Ngôi Tâm Mở, con kính chào sư Pháp Thanh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thì theo con cảm nhận cái bài học hôm nay con rất là có ý nghĩa. Và con thì khác bạn nhưng ở chỗ là gia đình con là hỗ trợ con rất là tích cực trong cái việc tu tập. Mà từ khi hiểu được chánh pháp, thu thúc được căn thì gia đình con rất là an vui. Chứ trước đó đó thì không có được ăn vui, gia đình cứ xào xáo rồi con cái thì không nghe lời. Nhưng mà từ khi mà tu tập vài năm trở lại đây thì nó bỗng nhiên là cái thuần tuy như là có mảnh đất màu mỡ mà con gieo đúng hay sao á, thì nó phát sinh được những cái thuận duyên và con cái con đều rất là vui vẻ hiếu thảo và nó lại càng thương cha mẹ nhiều hơn. Và đặc biệt là con có thằng con trai á, hồi đó thì nó không bao giờ để ý đến Phật pháp mà bây giờ nó lại ngộ ra và rất là phải nói là nó tìm hiểu rất là sâu chứ không phải là hời hợt bên ngoài. Và như thế con cảm thấy rất là hoan hỷ về vấn đề đó. Và cũng nhờ cháu này có sự ham thích về nghiên cứu Phật pháp á, thì con cũng được cháu hỗ trợ rất là nhiều. Cháu cung cấp cho con những cái bài chức pháp của những vị thiền sư nổi tiếng cũng như những vị thiền sư nước ngoài cũng như trong nước, rồi sắp tới chúng con tu tập. Và ngược lại là cháu là hỗ trợ cho con chứ không phải là con hỗ trợ cho cháu nữa. Thì con thấy trong cái vấn đề giáo dục con của con cũng như sư đã khuyên như chị Nhung á, thì con cũng để, tại con biết là mỗi người đều có một nghiệp riêng, cho nên con luôn luôn là xem con như là một người bạn. Và con cũng rất là cho cháu, các cháu có sự độc lập trong cái vấn đề học cũng như trong vấn đề công việc của các cháu. Khi mà con góp ý thì khi mà con cảm thấy là cháu không có nghe thì con sẽ không nói nữa. Hoặc là khi cháu nói con à mẹ nó đang trong trạng thái trong sân, thì con liền nhìn lại tâm con coi có phải đúng như vậy hay không. Nếu không đúng thì con sẽ giải thích à nó thấy là trạng thái tâm nó rất là quân bình, nhưng mà con sẽ không nói tiếp. Để khi nào mà có dịp mà mẹ con hàng nguyên mà vui vẻ đó thì con sẽ nói lại cái vấn đề đó với một cách thoải mái hơn. Thì con cảm thấy á, như vậy thì cháu nó nghe mình hơn là khi mà nó đang trong trạng thái mà chống đối với mình, nó đang trong trạng thái sân mà mình khuyên nó, thì con cảm thấy là vô ích. Mà còn nhiều khi mình mà cái tác dụng nó lại phản lại, nó không có đúng theo như ý mà mình muốn. Thì cũng nhờ thiền hỗ trợ cho con rất là nhiều, cho nên là lúc này thì gia đình con rất là an vui. Chồng con thì cũng hỗ trợ cho con trong vấn đề tu tập, ông ấy không phàn nàn gì cả, mà còn tạo được nhiều cái cơ hội để con được đi chùa tu tập, tiếp xúc với những bạn thiện trí thức. Con cũng học hỏi rất là nhiều qua cái luân Phật giáo năm truyền, và con rất là tri ân sư Trí Đức cũng như các sư Pháp Thanh, Pháp Trang và toàn thể quý đạo hữu trong luân này, và nhất là chị Nhật Huỳnh đã giúp giữ cái room này tồn tại. Vì cái room này quá tuyệt vời. Từ cái những con người con á, là một cái người mà không bao giờ mà chịu chú ý mà theo dõi Phật pháp hoặc là đọc sách, mà bây giờ con cảm thấy có sự hứng thú trong cái vấn đề tìm hiểu về Phật pháp cũng như học tiếng Pali, cũng như nhất là con cũng tri ân thầy Kinh. Nhờ thầy Kinh là làm cho con cảm thấy là con rất là có sự hứng thú trong vấn đề học với dự pháp, và từ đó thì giúp cho con đỡ dễ vui hơn. Dạ con có những cái lời coi như là trình bày như vậy. Và có gì không được hay là ấy thì nhờ sư chỉ giúp cho con
thêm là trong cái cuộc sống thì con còn phải làm gì nhiều hơn ạ? Dạ cảm ơn sư đã lắng nghe, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ cảm ơn Sis Diệp Quỳn. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Như nãy sư nói, do cái duyên nghiệp nó có những cái tương đồng, chúng ta gặp nhau thành một cái gia đình, một cái dòng họ ha. Rồi có khi là chúng ta được người khác dẫn dắt, mà có khi mình phải dẫn dắt người khác. Thí dụ như bây giờ những người mà họ có những cái điều kiện tốt đẹp thuận duyên, người ta sanh ra ở những cái quốc độ mà nó lấy Phật giáo để làm cái chính yếu ở trong đất nước. Rồi mình sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ có hiểu biết về Phật pháp, thì đó là một cái hết sức là may mắn. Thì sao? Từ nhỏ là mình đã được tiếp cận với giáo pháp rồi, được cha mẹ dẫn dắt rồi, được quy tâm bảo thọ trì ngũ giới rồi, thằng dân. Nhưng mà có đôi khi cái giai đoạn đầu mình gặp cái chướng duyên, cái chướng duyên mình sanh ra cái chỗ mà người ta không có biết gì Phật pháp, rồi hoặc là trong cái gia đình mà cha mẹ chưa có hiểu biết về Phật pháp, nhưng mà cái nhân của mình đã gieo, cho nên cái duyên nó đưa đẩy mình lại gặp Phật pháp. Thấy không? Thì mình phải dẫn những cái người này đi. Thành ra Đức Phật nói cái bổn phận làm con đó, có nhiều khi nếu mà cha mẹ chưa có hiểu biết Phật pháp, chưa có quy y, chưa có thọ trì ngũ giới, chưa có những cái biết làm những cái thiện sự như là bố thí, học pháp, thính pháp đó, thì sao? Mình phải hướng dẫn. Đó, thành ra đó, cái sự đời sống nó là cái sự hỗ trợ. Bởi sư nói rồi, hồi mà nó còn nhỏ, nó là con của mình. Nhưng mà nó lớn lớn rồi đó, nó là bạn của mình. Mà tới chừng mà mình già yếu rồi đó, nó nuôi mình, thì nó là ông chủ của mình. Đúng không? Mình đừng có chấp, mà tao, cha, mẹ, mày thế này, thế kia, thế nọ. Mình phiền não. Bây giờ hồi nhỏ mình dẫn nó, nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, nó dẫn mình, nương tựa qua lại, thì cái cùng nương tựa với nhau để mà thực hiện các cái thiện sự tu tập, thì nó rất là tốt đẹp. Thì vậy đó, không? Quý vị thấy nè, cái gương đó, bà Quy Sa Kha khi mà bà lập gia đình, bà rơi vào cái gia đình mà người ta tôn sùng mấy ông Bà La Môn tu sĩ đạo lõ thể, ông cha chồng của bà cứ tôn sùng mấy ông đó là A La Hán, cho nên là bà đâu có biết khi mà ông cha chồng bà biểu là chuẩn bị để ngày mai dân cúng đến cho các vị A La Hán, thì bà cứ nghĩ là những vị A La Hán này là thánh tăng, chứ đâu có biết là mấy ông đạo lõ thể đâu. Thành ra bà cũng làm cái bổn phận, nhưng mà tới chừng mà diện kiến được mấy ông A La Hán mà cha chồng bà tán thán, bà táo quả tâm tình. Bà bỏ bà chạy, bà không có phục vụ, bà không có ấy gì hết á. Thành ra ông cha chồng bà tức. Ông cha chồng bà tức. Nhưng mà với một cái thánh nhân hữu học, thì bà ta từ từ
có những cái lời lẽ để mà dẫn dắt các cái gia đình bên chồng, gia đình bên chồng từ bỏ những cái tà kiến mê lầm để đi theo con đường chánh pháp. Thành ra cái điều đó là nó là tự nhiên. Có những lúc thì gặp cái hoàn cảnh nó thuận lợi thì cũng tốt đẹp, nhưng mà có những cái lúc mà gặp những cái trường hợp, cái hoàn cảnh nó, cái chướng duyên nó sanh khởi, thì mình cũng đừng có chán nản, từ từ mình nói. Rồi sao? Cái lời nói mình cũng dạy, Đức Phật dạy nha, nói phải với tâm tư, nói muốn đem đến lợi ích tốt đẹp cho những người xung quanh. Rồi nói sao? Nói phải hợp thời, hợp lúc, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà mình nói mà với cái tâm phiền não, nói không hợp thời, nói không hợp lúc, thì nó sẽ phản tác dụng là đương nhiên đó. Thành ra đó, chính nhờ cái sự tu tập, chính nhờ cái sự tu tập, sự hành thiền, lần hồi cái trí tuệ phát sanh, mình sẽ biến những cái chướng ngại trở thành cái thuận lợi. Còn cái chuyện mà người ta sanh ra ở những cái đất nước mà quốc đấu á, thì nó thuận lợi là tốt đẹp rồi. Còn mình á, mình phải chuyển đổi từ cái không thuận lợi trở thành cái thuận lợi, thì đó là một cái phước báo cũng rất là to lớn. Người ta không biết đạo, người ta không hiểu biết về Phật pháp, nhưng mà mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn cho người khác, là mình cũng tạo cái duyên nó tốt đẹp. Có nhiều khi á, con của mình nó biết, nhưng mà vì cái duyên nó chưa có sanh khởi, chưa cái lúc để nó phát triển, không? Giống như cái hạt giống á, nó tiềm ẩn, gặp cái mùa tiết, cái thời tiết nó không thuận lợi, ra cái hạt giống này nó không nảy mầm. Đó, hồi đó nó có, nhưng mà nó tiềm ẩn. Nhờ cô hướng dẫn, dẫn dắt nó, khi mà nó hiểu biết, nó gặp Phật pháp, tại vì cái điều kiện thuận lợi để cái duyên này nó tăng trưởng. Thành ra sao? Khi mà cái duyên nó tăng trưởng rồi, tại vì quá khứ nó cũng đã từng học, từng biết rồi, cho nên bây giờ nó sẽ đi nhanh hơn vậy đó. Thành ra có lúc á, mình dẫn nó, nhưng mà có lúc á, thì nó sẽ dẫn mình, để mình nương tựa với nhau, để mình cùng có sự hỗ trợ nhau để thực hành các cái thiện pháp, thì cái điều đó là rất quý. Xin chúc cô có nhiều sức khỏe, an vui, và trong cái đời sống thì ráng cố gắng tu tập để tạo được nhiều cái phước báo. Chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng dạy cái hiểu biết của Hồng Mai, và rất là hoan hỷ với Hồng Mai thuận duyên trong Phật pháp. Và Quỳnh An Trần có trước máy không? Cho nhiều Quỳnh xin một tín hiệu đi Quỳnh. Alo, Quỳnh An Trần có trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, không biết làm sao đây. Quỳnh An Trần gửi cho Nhật Quỳnh cái link này, mà Nhật Quỳnh mở ra, Nhật Quỳnh không biết là phải áp như thế nào. Dạ, không biết Quỳnh có thể chỉ dẫn cho Nhật Quỳnh không? Alo, Quỳnh An Trần. Thấy Nhật Quỳnh tắt nó đi thì Nhật Quỳnh mới có thể thấy được màn hình.
Đã được tu rồi. Quỳnh cho Nhật Quỳnh biết thôi, gửi cho Nhật Quỳnh điểm. Hai là Quỳnh cho Nhật Quỳnh những cái hình có số điểm. Và Quỳnh có thể cầm bích chỉ cho Nhật Quỳnh phải làm như thế nào để cái mặt này nó không còn hiện lên trên cái mặt máy vi tính của Nhật Quỳnh được không? Dạ, kính mời Quỳnh nha, chỉ giùm Nhật Quỳnh đi, hoặc là Quỳnh nhắn Nhật Quỳnh BM cho Quỳnh nãy giờ. À, cho vui thôi hả? Dạ, vậy là Nhật Quỳnh có quyền tắt đi phải không? Không có phiền gì Quỳnh phải không? Nãy giờ Nhật Quỳnh nhắn BM cho Quỳnh nãy giờ, không thấy Quỳnh trả lời nên phải thành cầm mic mà nói. Dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều đã cho Nhật Quỳnh cái hình đẹp. Dạ, cảm ơn. Vậy là Nhật Quỳnh tắt. Dạ. Dạ. Dạ bạch sư, sư có thể BM cho con. Bạch sư, con có một việc con trình với sư một chút xíu rồi sư. Chuyện này hơi bí mật tại một vị Phật tử nhờ con nên con không thể nói trên room. Dạ, con cũng thỉnh sư BM cho con. Con hình như con BM cho sư không được đó bạch sư. Để con thử coi được không. Dạ, con BM cho sư không được, ở bên thóp nó cấm con. Dạ không, tại vì Nhật Quỳnh làm theo lời của Phật tử, Nhật Quỳnh không có thể bật mí được. Dạ, bà sư BM cho con đi sư. Sư BM cho con thì được, nhưng mà con không BM cho sư được. Nên sư BM cho con nhắc tin sư một chút xíu. Dạ, có một, tại vì đạo hữu này không muốn ở đạo tràng biết. Kinh nhưng thông cảm nha. Mỗi vị có một cái riêng. Nhật Quỳnh phải, Nhật Quỳnh là một cái viên gạch nối từ chư tăng đến giới Phật tử, cũng như từ Phật tử đến chư tăng, cũng như là dạ cũng như là dạ đó, nhìn thấy không, thích viên cũng muốn nhà sư gọi Viber cho thích viên nữa đó bạch sư. Sư nghe con không sư? Sư BM cho con đi. Con sẽ nhắn tin sư một chút xíu. Rồi bây giờ trong khi chờ đợi còn 9 phút nữa. Dạ, là Quỳnh An Trần vừa vào room. Bữa nay thì Thượng Thọ Pháp Thanh giảng bài, ngày mai là ngày của Ngài Trí Đức giảng về Pháp Cú Kinh, cũng như dạy từ vựng, dạy cách đọc của tiếng Bali. Giờ trong khi bài học ngày hôm nay, Quỳnh có vấn đề gì để thắc mắc không, hoặc là có muốn như thế nào ở trong đạo tràng này giúp gì cho Quỳnh được, thì Quỳnh có thể đưa bàn tay cầm mic được không? Alo, bây giờ có tiện cho Quỳnh cầm mic không? Con cũng không thấy sư BM cho con, mà con cũng không thấy Kim Nhung hả? Mời Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính thưa sư, dạ, kính thưa đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, trong cái bài giảng hồi nãy thế, thì sư có giảng trong cái phần mà tham dục á, thưa sư. Là khi mình nhìn một bông hoa, mà nếu mình không phòng hộ, thì mình sẽ thấy là ở bông hoa này là hoa hồng đẹp, rồi mình bị tưởng điên đảo, nó dẫn dắt mình đi, là mình sẽ có những cái hành động phía sau đó đưa đến phiền não. Nhưng mà nếu mà người tu tập á, thì khi mà nhìn một bông hoa đẹp thì họ chỉ thấy hoa là vật chất không đẹp không xấu, nhìn nó cũng nở mà không nhìn nó cũng nở. Thì con cũng có cái thắc mắc như vậy, là cái người tu tập hay là một cái hành giả mình như vậy, là mình không thấy được cái đẹp trong cuộc sống, hay là mình có phải là mình vô cảm không ạ? Tức là mình thấy nó là như vậy thì biết nó là như vậy, rồi để không có tưởng sanh, rồi để không có tham nó dẫn dắt, thì con cũng không hiểu chỗ này có phải là mình là người vô cảm không, mình không biết cái đẹp, không biết cái xấu, như vậy có phải là mình là người không có trí tuệ không ạ, thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con phần này ạ.
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Giá cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung, mà nét của sư có vấn đề, sư chạy ra bây giờ sư vào chứ không có nghe lại được, nên mời Kim Nhung có thể hỏi lại. Và con cũng thỉnh sư, sư bị em cho con bạch sư. Dạ rồi con mời mời Kim Nhung hỏi lại nha. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ alo alo ạ. Dạ dạ cảm ơn chị Nguyệt Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con thưa sư, dạ con trong cái bài học của sư hồi nãy giảng thì cái phần tham dục đó thưa sư, thì sư có một cái ví dụ là khi nhìn một bông hoa mà nếu mình không phòng hộ thì mình sẽ thấy ở đây là một bông hoa hồng đẹp hay là xấu, rồi mình bị tưởng điên đảo dẫn dắt để mình dẫn đến những cái hành động bất thiện về phía sau. Nhưng nếu mình là người tu tập, mình là hành giả, thì khi đó mình chỉ thấy là hoa nó chỉ là vật chất, nó chỉ là sắc thôi, cảnh sắc thôi, thì nó không đẹp, không xấu. Mình nhìn nó cũng nở mà mình không nhìn nó cũng nở, rồi đến lúc nó tàn. Để mình không có cái tưởng dẫn dắt và cũng không có cái tham bất thiện ở phía sau. Thì như vậy cái người mà có tu tập, cái người hành giả đó có phải là mình là người vô cảm hay không? Và mình không biết nhìn nhận cái đẹp, cái xấu. Như vậy có phải là mình là người không có trí hay không? Con cũng chưa hiểu cái phần này. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta có cái sự phòng hộ, rồi chúng ta nhìn đúng cái thực tướng của nó, để mà mình thoát ra khỏi những cái dính mắc phiền não. Khi mà theo tục đế người ta chế định, người ta phân ra mà hoa hồng, hoa cúc, hoa gì đó, không? Nhưng mà sự thật ra đó, khi mà chúng ta phân tích, nếu mà những cái người mà ở trong cái phòng thí nghiệm, họ đem một cái bông hoa đi, họ phân tích ra thì nói trong đó gì? Nó cũng là đất nước, rồi yếu tố di truyền, gen này gen kia gì đó, không? Đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta nhìn trên cái khía cạnh chế định tục đế, rồi cái tưởng, rồi cái so sánh nó nhảy ra, rồi bắt đầu mới sai lầm. Thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhìn trên cái góc độ về cái tính chất chân đế, nhìn qua cái định luật nghiệp báo, nhìn qua cái nhân, cái duyên, để gì? Để mình giữ cái tâm mình phòng hộ những cái bất thiện, những cái phiền não tham sân si nó sanh khởi. Mình làm bồ trọn bốn phận mình thôi. Bây giờ mình thấy một người họ cần sự đỡ, giúp đỡ, mình giúp. Còn bây giờ cái người họ không cần, mà mình lại mình lăng xăng mình giúp đỡ họ, họ đâu có muốn đâu, phải không? Đó. Thành ra đó khi mà cái phiền não tham ái đó, nó sinh khởi đó, thì một bà mẹ bây giờ nó lớn rồi, nó có gia đình riêng rồi, nhưng mà sao mình cũng do cái luyến ái của mình muốn can thiệp, mình lo cho nó, thấy không? Chưa chắc gì những cái món ăn mình nấu mà nó hợp khẩu vị với nó, mà mình cứ ngày nào cũng cũng phải lo
từng miếng ăn giấc ngủ của nó. À, thâu còn nhỏ thì nó cần, nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, à bây giờ nó có bạn đời rồi, nó không có cần sự giúp đỡ sự chăm chút của mình đâu. Thôi mình phải lo cho mình, à mình phải tự lo cho mình. Mình không lo cho nó là gì? Không phải là mình lãnh đạm, à mình không còn cái cảm tình với nó. Nhưng mà điều cái à bây giờ lớn rồi, có gia đình rồi thì để nó tự do ha. Còn mình mà mình quá chăm chút cho nó rồi mình can thiệp vào cái đời sống của nó là nhiều khi nó làm nó khó chịu nữa. À, rồi một cái đối tượng, có những lúc chúng ta nhìn với trí tuệ, à chúng ta phân biệt, à để mình không dính mắc, không có phiền não sanh khởi, à thì cái đó mình nhìn đúng tướng của nó, chứ mình không xua đuổi, mình cũng không ôm đờm dính mắc. Nếu mà mình không thích thì mình lánh xa, còn mình thích thì mình nhào vô. À, còn cái này thì mình giữ cái độ quân bình trung dung, à đúng với cái thực tánh thực tướng của nó, thì để mình có cái sự an ổn, không để cho cái phiền não nó sanh khởi. À thì khi mà mình nhìn một đối tượng, à xúc thọ thì nó tới ái, à thì một dòng khổ đau sẽ nối tiếp. Còn nếu mà mình nhìn đối tượng, à theo lời Phật dạy, trong thấy chỉ có thấy, à trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc tạ chạm. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc với lục trần, với trí tuệ thì sao? Không có tham ái thì cái vòng quay của 12 nhân duyên nữa nó được đoạn trừ, nó được chặt đứt ở ngay cái xúc cái thọ thôi, không ai. À thay vì nó nối tiếp với vô minh phiền não thì đây nó được trí tuệ, à nó chặt đứt cái vô mình phiền não đi. À, thì cái đó, điều đó là cái điều mà mình cần phải tu tập. Nếu mình không có băn khoăn, à cái chuyện mà người ta nhận định mình lãnh đạm là thế này thế khác là cái chuyện đó của người ta, không? Mình ráng mình giữ mình thôi, à chứ mình đừng có chạy ra bên ngoài cái chuyện mà người ta khen chê tán thán hoặc ấy là cái chuyện của ta. Sư xin giải đáp cái thắc mắc, và thời gian đến đây thì cũng vừa có lẽ giờ mời các cô sám hối, rồi sư xin cúc cúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo ngày hôm nay kính dâng đến các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử. Và với phước báo này cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo chúng tôi đã tạo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy giá. Và bây giờ thì xin mời cô sám hối. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, cũng như trả lời những câu hỏi thắc mắc có trong đạo tràng, để chúng con học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư, và trong khi con sám hối, con cũng thỉnh sư đọc quy em của con. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam an ghe na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam an bút thể vô ca li tổ đau sơ bút thâu kham tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi anh cho con. Uất tam an ghe na quan đề hằng thầm anh cha đức vi thần và răng thầm mê vô ca li tâu đổ sâu thầm mô kham tu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sân khanh cha đô vi thoát tâm ăn sân khê vô khả li tổ đô sơ sân khô khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo là hành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ra Giá. À, xin thay mặt chư tăng để phúc chúc ngắn đến quý Phật tử kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sada soti bhavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada soti bhavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.